Đây, bữa nay mấy chị em đi viếng chùa Long Phước Thọ. Hồi nào giờ nghe nói Long Phước Thọ mình quê không nhà quê. Tưởng là ở bên Phước Thọ, Long Thọ. Trước khi đi cầu làm là Phước Lộc Thọ. Có người còn tưởng là Phước Lộc Thọ. Ở đây có cái người ta tới, người ta cúng dường mấy cái này. Chùa không có mua. Đúng rồi. Người ta viết xuống. Còn cái này nè, cái những cái bông này nè, của một chị Kiều. Của một chị Kiều là anh em của chị Kiều đó là chùa Long Phước Thọ ở Bầu Cạn.